Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vũ Đức Đam thoát nạn hay chờ vào lò cùng Nguyễn Kim Sơn. Xin xem chi tiết. Ông Vũ Đức Đam là Phó Thủ tướng phụ trách về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học cho chính phủ. Hiện nay Bộ Y tế và Bộ Giáo dục với đào tạo trong tay của ông. Mà tiêu cực lớn nhất trong những ngày gần đây lại tập trung ở hai bộ này. Vụ Việt Á là theo nhận định của một số người trong ngành y tế. Sau Nguyễn Thành Long, người chịu trách nhiệm trong vụ mua kit xét nghiệm của Việt Á với giá cao ở cả 62 tỉnh, thành phố, là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người chịu trách nhiệm mảng văn hóa, xã hội và y tế. Cho đến giờ thì thông tin đã khai thác, ông Nguyễn Thành Long nhận lại quả khoảng 150 tỷ đồng. Bước điều tra tiếp theo không biết sẽ dẫn tới đâu. Trong khi đó, ông Vũ Đức Đam là người sát cánh cùng ông Nguyễn Thành Long trong vấn đề chống dịch. Có nhiều ý kiến cho rằng với cấp thấp hơn mà ông Nguyễn Thành Long ăn đến 150 tỷ đồng cho vụ này thì không lý nào ông Vũ Đức Đam trong sạch cho được. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam. Hiện tại số tiền 4.000 tỷ đang được điều tra. Thực tế, mỗi giám đốc CDC chỉ nhận hối lộ từ 1 đến 2 tỷ. 62 tỉnh thành cùng lắm các CDC nhận là 100 tỷ là cao. Còn lại là con số rất lớn về tay ai và đó đang là mục đích điều tra của ông Tô Lâm. Thực sự cả một quá trình này cũng chưa có gì minh bạch cả. Minh bạch chỉ là con số thu lợi 4.000 tỷ đồng, hối lộ 800 tỷ. Đó là lời còn khai kiểm tra thì chưa thể biết được. Điều đầu tiên thì thấy việc làm này của chính quyền Việt Nam là chưa minh bạch, nhằm vào việc khuấy động dư luận để người dân căm ghét những người bị bắt. Cứ bị bắt là có tội, ở Việt Nam là như vậy. Vụ Việt Á đã xuất phát từ Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng. Có một nhóm người có công trình nghiên cứu để làm ra bộ kit xét dựa trên kết quả nghiên cứu hoặc là những cái thành quả mà họ cho không hoặc chuyển giao từ nước ngoài vào rồi chọn Việt Á cùng nghiên cứu rồi đăng ký rồi đem ra sử dụng. Đấy là vụ Việt Á. Vụ mà nhiều người cho rằng chưa điều tra tới ông Vũ Đức Đam, chứ không có nghĩa là ông Vũ Đức Đam sẽ thoát khỏi vụ này. Còn nhiều khoản tiền vẫn chưa lý giải rõ ràng trong khoản lợi nhuận khổng lồ và tiền bôi trơn của Việt Á giải ra khắp nơi, từ trung ương cho đến địa phương. Với vai trò là thay mặt ông Thủ tướng chăm sóc Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Khoa học Công nghệ mà để cả ba bộ này xảy ra tiêu cực như vậy. Không ít thì nhiều, ông Vũ Đức Đam phải chịu trách nhiệm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Kim Sơn. Hiện tại có thế lực tại Ban Tuyên giáo đang nhắm đến sai phạm của ông Nguyễn Kim Sơn. Ông chủ tịch hội đồng thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục đang bị kỷ luật về mặt đảng. Đây là hướng đánh nhắm vào ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và ông Sơn đang cố gắng chống đỡ, trong đó có sự giúp sức của ông Vương Đình Huệ. Hiện tại chưa biết ông Nguyễn Kim Sơn chống đỡ được hay không. Chính ông Nguyễn Kim Sơn cũng đang lo khắc phục hậu quả của Nhà xuất bản Giáo dục và vấn đề học phí của học sinh. Như vậy, ông Vũ Đức Đam đã bị hai hướng đánh vào. Hướng thứ nhất là từ công ty Việt Á, hướng thứ nhì là từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cả hai bộ Y tế và Giáo dục đều đang bị điều tra, thanh tra một cách chặt chẽ. Hiện tại, người ta chỉ thấy ông Nguyễn Kim Sơn cố chống đỡ, chứ không thấy ông Vũ Đức Đam làm gì cả. Đây là hình ảnh vụ kỷ luật này nhắm vào ông Nguyễn Kim Sơn. Ông Nguyễn Kim Sơn cũng cầu cứu, trợ lực. Tuy nhiên, nếu ông Sơn trụ không nổi thì khả năng ông Vũ Đức Đam cũng ngã theo. Ông Nguyễn Kim Sơn như vậy là cũng kéo theo ông Đam cùng xuống hố. Theo thông tin mà chúng tôi có được, trợ lực trong Vũ Đức Đam còn có Phạm Minh Chính. Nếu Vũ Đức Đam mà bị kỷ luật rồi thì tội của ông Phạm Minh Chính cũng sẽ được khui, vì ông Phạm Minh Chính là người ủy quyền lại trong Vũ Đức Đam xử lý Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Bộ Khoa học và Công nghệ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin trong Bộ Công an thế lực mới đang muốn truất phế Tô Lâm, ai có thể. Bộ Công an là bộ lớn nhất nhì trong chính phủ. Nói là thuộc chính phủ nhưng thực chất Bộ trưởng Bộ Công an là ủy viên Bộ Chính trị. Ông Tô Lâm ngồi trước ghế Bộ trưởng đã hai nhiệm kỳ và dù muốn hay không, cuối nhiệm kỳ ông Tô Lâm sẽ bị thay thế. Cho nên có thể nói quyền lực của Bộ trưởng Bộ Công an vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông Thủ tướng.
Ở đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Phan Đình Trạc muốn thay thế Tô Lâm nhưng bất thành. Hiện nay, ông Phan Đình Trạc làm trưởng ban nội chính trung ương. Tuy nhiên, tham vọng của ông Phan Đình Trạc về Bộ Công an đã được cho là vẫn còn, vì nắm bộ này thì rất có quyền lực. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang, anh trai của ông Trần Quốc Tỏ. Tuy nhiên, hiện nay, trong Bộ Công an đang có một thế lực mới nổi lên, đang lên rất nhanh và đang tìm cách làm lu mờ vai trò của ông Tô Lâm. Đó chính là em trai của ông Trần Đại Quang. Ông Trần Quốc Tỏ đang là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Việc thăng hàm cấp tướng cho ông Trần Quốc Tỏ được xem là bất thường. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2020, ông Trần Quốc Tỏ nhận được quyết định thăng hàm từ thiếu tướng lên trung tướng. Việc thăng hàm này không có gì đặc biệt, với đúng với quy định của pháp luật. Lại nói về quy định của pháp luật về phong quân hàm cho sĩ quan công an, từ thiếu tá lên trung tá là 4 năm, từ trung tá lên thượng tá là 4 năm và từ trung tá lên đại tá cũng là 4 năm. Thời hạn từ phong hàm đại tá lên thiếu tướng tối thiểu là 4 năm và các cấp hàm tướng đều phải thêm 4 năm. Trở lại trường hợp của ông Trần Quốc Tỏ thì thời cấp tá cứ 4 năm ông lên một cấp, đại tá đến thiếu tướng ông Tỏ mất 4 năm. Tuy nhiên từ thiếu tướng lên đến trung tướng ông mất có 7 năm. Đây là điều bình thường vì phong cấp hàm cho tướng phải mất hơn 4 năm. Tuy vậy, từ trung tướng đến thượng tướng, ông Trần Quốc Tỏ chỉ mất có 1 năm 3 tháng. Một thời gian nhanh kỷ lục, một dấu hiệu rất bất thường. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Tỏ được thăng hàm trung tướng. Từ ngày 24 tháng 9 năm 2020, ông Trần Quốc Tỏ được ông Nguyễn Phú Trọng ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ thiếu tướng lên trung tướng. Và mới đầu năm 2022, ông được Nguyễn Xuân Phúc phong hàm thượng tướng. Đây là trường hợp cơ cấu gấp rút để mau chóng làm người thay thế. Mục đích của ông Trần Quốc Tỏ là chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Về mặt đảng, ông Trần Quốc Tỏ đang là Ủy viên Trung ương Đảng. Về cấp hàm, ông Tỏ đang là thượng tướng. Nói chung hiện nay, ông Trần Quốc Tỏ đang cách vị trí Bộ trưởng Công an chỉ một bước chân. Từ khi được phong hàm thượng tướng, ông Trần Quốc Tỏ luôn thể hiện vai trò là người quyền lực trong Bộ Công an. Ông đảm nhận vai trò của ông Tô Lâm khi ông Tô Lâm vắng nhà. Ông Trần Đại Quang là một bại tướng dưới tay ông Nguyễn Phú Trọng. Chính ông Trần Đại Quang đã thất bại trong việc xây dựng sức mạnh cánh Ninh Bình ở Trung ương. Hiện nay, ông Trần Quốc Tỏ đang chứng minh rằng mình là người hữu ích, và đặc biệt là với ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng thì đã già rồi, cao lắm là hết cuối nhiệm kỳ này, ông Trọng sẽ phải rút lui và vai trò của ông Trần Quốc Tỏ sẽ được nâng lên ở nhiệm kỳ tới. Không dại gì đối đầu với các ông Nguyễn Phú Trọng, và ông Nguyễn Phú Trọng cũng không cần đối đầu với Trần Quốc Tỏ, vì ông Trọng cần chăm sóc những đối thủ khác lớn hơn, quan trọng hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Tỏ được thăng hàm thượng tướng. Về tiêu chuẩn để được lên làm lãnh đạo Bộ Công an thay thế ông Tô Lâm, ông Trần Quốc Tỏ đã chuẩn bị rất đầy đủ. Về lý lịch đảng, ông Trần Quốc Tỏ đang là người được đánh giá là có đủ kinh nghiệm lãnh đạo khi ông này đã kinh qua chức bí thư tỉnh. Cánh Ninh Bình ở Trung ương đang cậy vào Trần Quốc Tỏ rất lớn, và hiện nay ông Tỏ đang có tham vọng vào tứ trụ như anh trai của mình. Tất cả các hoạt động của ông Trần Quốc Tỏ hiện nay không gì khác ngoài mục đích thay thế Tô Lâm.